Số 649. Kinh Quán Sát Chư Pháp Hạnh, Hán Dịch Đời Tùy, Tam Tạng Pháp Sư Sà Na Quốc Đa, Người Xứ Thiên Trúc. Quyển 1, Phẩm 1. Hạnh Phương Tiện Khéo Vô Biên. Lúc ấy Đức Thế Tôn ở trong gò thú điểu tại thành Vương Xá, cùng với chúng đại tỳ kheo gồm 1.000 vị, chúng đại Bồ Tát có đến 80 ức vị. Từ lộ các cõi Phật đến tập hợp, những vị ấy đều đạt được Đà La Ni, Tam A Địa, Nhẫn Và, Nhất Sinh, Bổ Xứ, chứng được trí đạo quá khứ, vị lai, lời nói thanh tịnh, chẳng làm điều thiện dối trá, chẳng tự khen ngợi, không có tham lam, ngoại đạo chẳng thể hơn, vượt qua nghiệp ma, được các Phật Pháp thành tựu đủ vô ý, pháp chướng đã qua, nghiệp chướng đã diệt. Đối với bản tánh, các Pháp đã được vô ngại, nói câu ca tụng, tâm không cùng tận, chẳng thể nghĩ bàn, kiếp đã trang nghiêm, áo giáp thệ nguyện, tươi cười trước khi nói, mặt không nhăn nhó, rầu rĩ, biện tài chẳng đoạn, đã được đẳng nhẫn Tam Ma Địa, Đà La Ni, thành tựu đầy đủ vô biên biện tài và vô ý thù thắng. Trăm ngàn ức ức kiếp, khéo nói một câu mà tên hiệu các pháp giống như huyện hóa, như sóng nắng, như trăng đáy nước, như chiêm bao, như bóng hình, như tiếng vang, không đến, không đi, không sinh, không diệt, không vô tướng, vô nguyện, hiện hiện chẳng thể chấp giữ, không có chướng ngại, biết rõ vô biên trí tuệ, trí khéo biết rõ tâm hành của các chúng sinh. Như chúng sinh đó tinh hiểu thì tùy theo sự tinh hiểu ấy mà khéo vì họ nói pháp. Dùng cấm giới nhiếp lấy tâm mình, lìa khỏi pháp khác ái, đầy đủ nhẫn, không kiêu mạn, khéo léo thắng diệu. Dùng pháp bản tánh như nhiếp lấy cõi Phật, trang nghiêm công đức, tạo tác nguyện vô biên, có thể lần lượt đi vô số thế giới, tam bụi niệm Phật luôn hiện tiền, khéo thỉnh các đức Phật, biết diệt các truyền, tùy miên phiền não, giỏi biết đi đến, tự tại chẳng phải một mà hàng trăm ngàn biển tam bụi. Những vị đó là Đại Bồ Tát Từ Thị, Đại Bồ Tát Mạn Thù Thi Lợi, Đại Bồ Tát Quán Thế Âm, Quán Thế Tự Tại, Đại Bồ Tát Đại Thế Chí, Đại Bồ Tát Vân Âm, Đại Bồ Tát Thiện Bá, Thiên Khai Hoa Trí, Đại Bồ Tát Vô Biên Phan Chuyên Xuất Ý, Đại Bồ Tát Lôi Trang Nghiêm Minh Âm Vương, Đại Bồ Tát Vô Số Câu Trí, Kiếp Phổ Sinh Trí, Đại Bồ Tát Sư Tử Hống Vương, Đại Bồ Tát Đẳng Bất Đẳng Quán, Đại Bồ Tát Tịnh Mật Kim Vô Nghi Vương, Đại Bồ Tát Tịch Quán, Đại Bồ Tát Trí Vương, Đại Bồ Tát Bất Không Kiến, do Đại Bồ Tát Hiền Hộ đứng đầu, gồm 16 bậc thường triền phu, Bồ Tát Tượng Hương Thủ Giả, Bồ Tát Vô Biên Bảo Tạng, Bồ Tát Trí Tích, Bồ Tát Biện Tích, Bồ Tát Sư Tử Hống Minh Âm Vương, Bồ Tát Châu Trang Nghiêm Anh Lạc Hạnh, Bồ Tát Sư Tử Hành Bộ, Bồ Tát Đà La Ni Tự Tại Vương, Bồ Tát Đắc Vô Biên Biện Tài Vô Ý, Bồ Tát Đại Bồ Tát Danh Sơn, Đại Bồ Tát Hỷ Vương. Những Bồ Tát như vậy đứng đầu cùng với 80 ức Đại Bồ Tát. Như Đại Vương của Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới này, hoặc Đế Thích, hoặc Phạm Vương, hoặc Đại Phạm, hoặc Thiên Vương, hoặc Long Vương, hoặc Chúa Dạ Xoa, Chúa A-tu-la, Chúa Già Lâu Trà, Chúa Khẩn Na La, Chúa Ma Hầu La Già, Chúa Người, Chúa Chẳng Phải Người. Họ cùng với quyến thuộc vây quanh mang theo vòng hoa, hương xoa, vải, lọng, cờ phướng và tấu nhạc đi đến chỗ Đức Phật. Đến nơi rồi họ lạnh lẽ dưới chân Đức Phật nhiễu quanh 3 vòng. Tùy theo Phật họ mang theo như vòng hoa, hương xoa, bột thơm, vải, lọng, cờ phướng, tấu nhạc. Ở chỗ Đức Thế Tôn đã cúng dường xong, tôn trọng nghe nhận chắp tay mà trụ. Bây giờ Đại Bồ Tát Hỷ Vương sau 7 ngày nhịn ăn, hoặc đi kinh hành, hoặc đứng hoặc ngồi, chẳng nằm, chẳng ngủ, tinh cần cầu pháp. Những tâm mùi nào đã khiến cho Đại Bồ Tát ở Đại Thừa Vô Thượng chuyển thành biến trí, tài bảo trí? Bồ Tát đó suy nghĩ nhân duyên này, rồi liền chứng đứng dậy, sửa áo bày vai, bày một vai, quá phải quỳ xuống đất, chắp tay hướng về Đức Phật mà bạch: Thưa Đại Đức Thế Tôn, con có điều muốn thưa hỏi Đức Như Lai ứng cúng, ứng chánh biến tri. Nếu Đức Thế Tôn ban cho con tịch tỉnh, thì kính xin Ngài giảng nói cho con về điều con đã hỏi. Nói như vậy rồi, Đức Phật bảo Đại Bồ Tát Hỷ Vương: Này Hỷ Vương, Như Lai ứng chánh biến tri thường an trú tịch tỉnh để giảng nói những vấn nạn. Này Hỷ Vương, như vậy nếu ông muốn hỏi Như Lai ứng chánh biến tri, thì ta liền theo từng điều ông hỏi mà giải nói đúng như vậy, sẽ khiến cho ông hoan hỷ. Đức Phật nói như vậy rồi, Đại Bồ Tát Hỷ Vương bạch: Bạch Thế Tôn, bằng những tam muội nào Đại Bồ Tát thành tựu đầy đủ tam muội? Đại Bồ Tát biết như thật tâm hành của các chúng sinh, có thể hiểu ý của các Đức Phật Thế Tôn nói,
không làm trái điều đã nói mà thuận vào âm thật trí. Có thể thấy các Đức Phật Thế Tôn hiện tại không có chướng ngại, thuận được pháp không sân giận tranh cãi, theo đúng như pháp đã nghe, đã nghĩ mà phụng hành, tuy ở và thực hành trong pháp thế gian mà chẳng bị tâm nhiễm pháp ấy. Tuy hành ở trong định biến trí mà ở đó tự tại chẳng sinh, tuy thực hành trong niết bàn mà chẳng ở khoảng giữa niết bàn vì chưa đầy đủ các Phật pháp. Tuy tu hành hạnh chân thật trong pháp thanh văn, pháp độc giác mà chẳng niết bàn, ở những thừa đó phát ra vô biên ý niệm và tâm chẳng quên mất vào pháp môn độ các cõi của các chúng sinh, pháp môn vô cùng tận, giảng nói thông suốt nối tiếp nhau, đạt được vô biên công đức, trang nghiêm cõi Phật, ở trong biệt trí được vô dư trí, tuy thành thuộc chúng sinh nhưng chẳng nương vào tưởng chúng sinh mà nói pháp. Những chúng sinh đó không có kiến chấp mà đem an trụ ở niết bàn, cũng không một pháp nào có thể tịch diệt, tuy hành bồ đề mà chẳng nương trụ, thành tựu đầy đủ đại trí, lìa bỏ hai bên có và không, tuy biết các pháp duyên sinh mà ở trong pháp duyên sinh chẳng chấp trước, nhanh chóng chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, hàng phục ma cùng đồ chúng của ma. Với các luận sư khác thì dùng pháp quốc phục sẽ chuyển bánh xe pháp vô thượng, vì trời cùng thế gian cầm lên tiếng pháp. Bạch Thế Tôn, pháp Phật chẳng thể nghĩ bàn, pháp Bồ Tát chẳng thể nghĩ bàn, hạnh Bồ Tát chẳng thể nghĩ bàn. Rất hay, bạch Thế Tôn, con đã hỏi Đức Như Lai, xin Đức Thế Tôn dùng vô số chẳng thể nghĩ bàn, những trí Phật ưu việt để diễn nói, khiến con ở bên Đức Thế Tôn nghe rồi thì sẽ theo đúng như thật tu hành. Theo đúng như thật tu hành rồi thì sẽ được tròn đầy những trí Phật ưu việt. Đại Bồ Tát Hỷ Vương nói lời như vậy rồi là dùng kệ hỏi Đức Phật. Bài ca tụng này là: con hỏi Luân Sư Nguyệt, gần đời trên mọi người như các hạnh Bồ Tát lần lượt mà giảng nói. Nhiều người tụ đến không bờ đến, chúng người trời già xoa tên tưởng, nghe giảng nói công đức Phật Pháp, đa phần cùng muốn được giác ngộ. Công đức của Phật con đã tin, con tư hỏi các bờ công đức, đấng danh vô biên biết tâm con và chúng sinh chẳng thể biết. Giải thích phân biệt 10 lực hạnh, an lạc đức độ hơn người trời vui, đức hạnh bồ đề không thể sánh. Trong phương tiện lớn nói trí hạnh, người phá tối tâm gần cộng lực. Như chóng phóng ra trí sáng suốt, như động đất 3.000 thế giới, như hạnh bồ tát nói vì con. Cây bà tra thắng giác, trụ đây thêm phấn chấn, phong ánh sáng xoay khắp, na do tha ức cõi, như đại địa chấn động, một mình chứng thắng trí. Hành giả tu hạnh lành, như thực hành sẽ nói, như sẽ có được tướng hoa nở, như sinh trình giữa vô biên tiếng, như được chánh định vì còn mê, như thực hành song hạnh Bồ Tát, như có tướng hoa nở thanh tịnh, như nghe khéo léo giữ gìn ý, tựa hồ còn mê chẳng lấy động, đủ trăm công đức như nói làm. Vô đẳng vô sân không chua nịnh, vô ngã ứng cúng không ba uế, trí người khen sa môn thù thắng, con nay hỏi hạnh bậc hơn người. Ý khéo hành trì lời hoa nở, lời thanh tịnh không lầm thù thắng, bậc trâu chúa trừ hết nhơ uế, như chống làm Phật đói vì con. Như có nhiều người đến nhóm họp, ngày đêm tinh cần luôn nhất tâm, những người đó nghe hạnh thù thắng sẽ trụ hành Bồ Tát thật chân. Nhiều người trời ưa công đức Phật, ngày đêm miệt mài luôn gắng sức, nếu nghe hạnh này sẽ tu theo, sẽ được 10 lực khác tan, như sẽ đắc được tam ma địa, như được biện tài và trí thông, như Phật quang soi vô biên hướng, sẽ hỏi trí tuệ vô biên sân. Dáng cười như nói như vậy, thông đạt như trong các pháp, như được trí thông giữ gìn khắp, thấy trong vô cấu Phật mười phương, sao gọi sẽ được vô tỷ trí, đạt được na do đa ức kinh. Nên khi nói pháp không lầm lộn, và nói hạnh Bồ Tát cho con chẳng hỏi vui hữu, đường hữu đều xa lìa, con chẳng hỏi hạnh nhỏ, lì bỏ hết các hành, như được đức tối tháng trăm loại công đức tròn. Vì con nói như vậy, tươi cười rạng dung nhan. Con nay chẳng hỏi đường vui hữu,
Con nay chẳng hỏi cảnh giới nương, bậc thánh con muốn sinh bất tử, thực hành 10 luật nói thật chân. Thưa thiện thệ, sao là tịnh thí? Sao gọi là trì giới chấn bỏ trần? Sao gọi nhẫn từ đều ưa muốn? Như có tinh tấn sẽ tuyên dương. Sao gọi ái trí ưa đoạn hoặc? Sao gọi trí tuệ dứt danh ngôn? Phải biết biện trí chẳng thể động, như hạnh Bồ Tát vì con nói. Nếu con chẳng được hỏi thiện thệ, trí con ở trong chẳng tận cùng, được qua biến trí bờ công đức, vì con đều nói đức vô biên. Nói lời kể như vậy rồi, Đức Phật bảo là Bồ Tát Hỷ Vương, hay lắm, này Hỷ Vương, hay lắm, này Hỷ Vương. Ông này phát khởi hạnh vì lợi ích của nhiều người, vì an lạc của nhiều người, vì thương xót thế gian đem nghĩa lợi ích an lạc cho người trời. Ông cũng vì những đại Bồ Tát bây giờ và vị lai mà chẳng đoạn chủng tánh Phật, chẳng đoạn chủng tánh Pháp và chủng tánh Tăng. Nên hôm nay, ông hỏi Như Lai ứng chánh biến tri về ý nghĩa này. Như ông ở bên các Đức Phật Thế Tôn nhiều như các sông Hằng đã từng thưa hỏi, các Đức Phật đã dạy nói, này Hỷ Vương, ông phải lắng nghe, khéo chánh niệm, ta sẽ vì ông giảng nói, Bồ Tát nương vào tam muội gì để được những điều này và các công đức khác. Biết tâm hành của các chúng sinh. Đại Bồ Tát Hỷ Vương thưa, Bạch Thế Tôn, đúng vậy, con ưa muốn nghe. Đức Phật bảo, này Hỷ Vương, có tam ma địa gọi là quyết định quan sát hạnh các pháp. Đại Bồ Tát nếu nương vào tam ma địa này, thì được 84.000 tam ma địa, được 84.000 đà la ni, được 84.000 ba la mật, mau chóng chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi. Chuyển bánh xe pháp vô thượng vì trời người trong thế gian mà gầm tiếng pháp. Này Hỷ Vương, những gì gọi là tam ma địa quyết định quan sát hành các pháp? Đó là nói như, làm như, làm như, nói như, thân tịnh, lời tịnh, tâm tịnh, cầu đến lợi ích, tạo tâm bạn bè, chẳng vì cầu tham dục, chẳng bỏ được bi, chẳng vì chấp thủ pháp, chẳng mất niềm tin, tự thể chẳng động, khéo hiểu chúng sinh, lời nói việc làm điều thuận, nghiệp thuận thu liễm thân, lìa bỏ lời nói ác, tâm không lừa dối. Người khổ khiến cho an lạc, người vui dạy tu hành. Người buông lung thì biết xét lại, kẻ phát khởi tinh cần thì khiến cho quyết định hợp pháp. Người hối hận thì khiến tan mất, chẳng trụ pháp tưởng, liệt khỏi tưởng chúng sinh, chẳng phân biệt sự các sự tưởng, bỏ các chấp thủ, quan sát biết đến tướng, do giới chẳng động, thường cầu đến trí, đi bỏ lời nói thế gian, cầu lời nói xuất thế, tự tiến chẳng quên, nghĩ thuận với pháp, nhập vào vận hành của Như, làm thuận theo nghi thức, chánh nghiệp nhất định tin, lìa bỏ chẳng tin. Có nhiều tín hiệu nghĩ đến Phật, có tội nói lên rõ ràng, với phước thì tùy hỷ, thỉnh cầu Phật, người đáng lễ thì lễ, không có tự cao ngã mạn, chẳng chán thiệt thiện căn, thường xuyên tân ứng, chẳng bỏ siêng năng, thông tuệ phát xuất câu cú, tinh nhân tạo nghiệp mà tạo quả báo ấy, với chuyên biết xét lại, chẳng chấp trước hư thật, có sự nói năng, chẳng trụ dục giới, chẳng đồn sắc giới, chẳng đắm vướng trước vô sắc giới. Đối với quả nghiệp báo theo đó mà tin, chia đều vật dụng, có tâm bình đẳng, chẳng hại pháp giáo, hợp trong điều chẳng hợp, không có sân hận, người khác được có lợi cũng chẳng ganh ghét, thỏa mãn điều mong ước, đạt đến pháp tuệ thệ, chẳng bỏ giới tụ, trừ kiêu mạn, lìa sân giận, các hết ngu si, chẳng sinh tham hạnh, theo được tri túc, chẳng cầu quyến thuộc, được lợi chẳng tự cao, không lợi chẳng tự ti. Pháp lợi vui lòng chia, chẳng tích trữ, lời ác chẳng đáp lại, tự hộ trì lời nói của miệng, hiển bày ánh sáng Bồ Đề, xem xét phát khởi tinh cần, hòa hợp nơi thanh vắng. Đối với công đức đầu đà và cả quán sát đều có hỷ lạc, tín hiệu đối với không, chẳng đắm trước các việc, trong tụ họp chẳng nương, trong giới chẳng nghĩ, trong nhập chẳng thấy, trong cảnh chẳng ái, trừ diệt điên đạo, tâm khiến cho niệm trì trí tuệ phát sinh, hành theo hạnh thánh, thuận thu liễm tâm, thuận theo đến đất phước điền, trừ bỏ các hành,
Bố thí chẳng cầu báo, đáp trong chức giới, chẳng niệm, chẳng phân biệt nhẫn, chẳng ngăn chê tinh tấn, chẳng đương định ý, tri biết các pháp, vào đất lục độ, chẳng nghĩ đức của mình, chẳng ghét đức của người khác, chẳng nương các hạnh, chẳng xưng lường hạnh, ở trong niết bàn không vinh theo chuyên, chạy trốn sự lưu chuyển, ở trong giải thoát không có tư tưởng sợ, ở trong nhóm họp không có tư tưởng làm hại, ưa thích diệt độ. Trụ ở nhẫn, dung nhan cười vui, hỏi thăm trước khi nói, mặt không nhan buồn. Kính già, trẻ, trung niên, tâm ấy có niềm tin thanh tịnh, chẳng bức não người khác để làm chủ, diệt tranh cãi, khen nói tịch tịnh, siêng dạy hòa hợp. Yêu ghét lòng bình đẳng, cầu Đà La Ni trong các chúng sinh coi như cha mẹ, anh em, chị em, con cái, thân thuộc, tôn trưởng, bạn bè. Thương nghĩ bình đẳng, yêu bậc thánh như cha, ở với người thân cận thì yêu kính tôn trọng, ở trong Bồ Tát thì kính nghĩ như Phật, trong Pháp thương kính cũng như chính mình, ở trong đa văn không có chán đủ, trong hạnh thì phụng hành cúng dường Như Lai. tín hiệu thượng chịu không có co rụt lại, tà hạt giống tam bảo, nói nhận bất định, trong thân chẳng tiếc, trong mạng chẳng tiếc, sinh sống trong sạch, với hạnh khất thực mà chẳng bỏ ách, khất thực bình đẳng, lấy làm điều tốt đẹp, khéo trụ ở chỗ thanh vắng. Lìa bỏ tại gia, lòng thường mừng vui, chẳng xen lẫn tục gia, với người xuất gia cũng mừng vui, chẳng xen lẫn, chẳng làm thiện, dối trá, chẳng tự khen ngợi, nói đăng bằng lời ái ngữ, trong Bồ Tát thừa giáo hóa chúng sinh, người là phương tiện thường thuận niệm Phật, tu duy về Pháp thường tôn trọng tăng, cúng dường người trí, gần gũi bậc giải thoát, hộ trì người định ý, phò trì người siêng năng, nói đạo Bồ Đề, tu tập Pháp, tin vào phước đức, với việc dạy bảo chúng sinh thì dùng thiện căn, ái niệm người tin, giúp đỡ kẻ khổ, uy nghi thanh tịnh, thiện mà có sợ, sợ thấy thiện và hối hận, đi khỏi người ác. Trụ đúng như pháp hạnh, hướng về trừ diệt, cầu đến hạnh thánh, huân tu niệm xứ, thường trụ chánh đoạn, được mọi thần túc, giữ gìn các căn, thành tựu được lực, quán Bồ Đề Phần, đạo chẳng điên đảo, vào chỉ tức Samatha, xem xét phát khởi quán Vipassana, với tâm chẳng mừng, trong pháp đều vui, vượt qua vinh theo duyên, trong địa mà có thể chẳng trụ, chẳng kinh sợ, trong thế chẳng sinh đọa tưởng, hộ trì hạnh Bồ Tát, ở trong hạnh Phật tác khởi vô lượng tưởng, chán bỏ hạnh ác, bỏ điều đã làm trước kia, làm sạch nghiệp của mình, bí mật giới cấm của luật tạng và biệt giải thoát, chẳng hủy bán giáo pháp, pháp giáo đúng lúc mà làm, lìa khỏi phi thời, khéo léo vào ra, biết được nguyện lượng, trong việc sinh sống đủ mà chẳng mừng, được các trí thông tu tam muội vào với các hạnh, nhập vào bảo vi diệu, lời đã nói của Như Lai giữ lấy mà chẳng chấp, người siêng năng thì vui mừng hiển bày ánh sáng Phật tử, khi cho hàng thanh văn nghe để thực hành, khi cho hàng độc giác thuận biết một đường, tài vật của Bồ Tát, chỗ ở của thanh văn, hành hóa của bậc trí giả, chẳng là thu hướng của người điều thuận. Trọng người nói pháp, quan sát nhiều người tin, thì hiện Phật đạo là kho tàng cho người cầu của cải, là ruộng cho người cầu quả báo, là vườn cho người ba lửa nóng bức, là ao hoa cho người được tam muội, là mẹ cho người sinh ra pháp thiện. Người chẳng tin thân thì khiến cho dừng ràng buộc duyên với tương với tướng, bố trí các việc tốt, bình đẳng trụ ở cõi Phật, được Đà La Ni phát ra đủ các trí, siêng huân tu vượt cảnh giới ma, mạnh mẽ chiến đấu các đức phiền não, tu diệt việc bất thiện, phát triển mạnh điều thiện. Siêng năng nguyện cầu là chuỗi ngọc, ma chẳng thể phá, lời nói không tận cùng, tay gian chẳng ngang bằng, ngoại đạo chẳng biết, đã vượt qua trong pháp thanh văn, đã ra khỏi độc giác, an trụ trong biến trí, con đường đến của chúng sinh vào đạo, lời nói của thiện bằng hữu, biết xem xét như thật, là hỷ đối với người thọ báo, là vị cho người muốn uống, là vòng hoa cho người muốn mừng vui, là xe chở người hướng về niết bàn, là thuyền cho người đi qua bờ, là bè cho người muốn vượt qua, là đèn cho người mù, là mắt cho người muốn thấy, là đuốc cho người nói pháp.
là lời thề đối với người chẳng dối trá, là của cải cho người muốn bố thí, là phương tiện cho người muốn giải thoát, là niềm hỷ lạc cho người cầu vui đùa vui, là niềm tin thanh tịnh người hỷ, là yêu thương người hoan hỷ, là tánh sở người cầu nghe, là mê còn lại cho người được tam muội, là lễ thích cho người mong được mắt, là dũng mãnh cho người vào đấu chiến, là hăng động cho người muốn trụ, là phạm tâm cho người tự tâm hành, là hỷ lạc cho người cầu hợp, là chỗ ở đối với người chẳng thoái chuyển, là tịnh tâm cho người được vô sinh pháp nhẫn, là niệm cho người trí hạnh, là phương tiện đầu tiên tu tập, là lẫy nỏ bậc trí, là cung cho người tam muội, là đại thừa cho người nói phố ngã, là đạo cho người có trí, khiến cho người giải thoát sinh bình đẳng trí, chỗ chư thiên lễ bái. Các rồng dân hoa, mọi người cúng dường, chỗ khó của người học, người vô học hướng về lễ bái. Bồ Tát khen ngợi, Pháp chủ nhớ nghĩ, đối với người che giấu căn là thành quách, là đạo cho người phương tiện khéo, là lợi ích cho người siêng, là tan biến cho người nghi ngờ. Người tham dục khiến cho đoạn, kẻ phiền não thì ói ra, người muốn độ thì khiến cho nổi lên. Đối với người bệnh là thuốc hay, là điều trị cho người chẳng thấy điên đảo, là rút ra cho người bị tên, là tự tại cho người muốn thanh tịnh, là tướng không sợ cho người muốn tạo tiếng rống, là nơi đến của người muốn nghe. Đối với người niết bàn là đạo, là xa lìa cho kẻ đi đường ác, là vượt qua đối với người cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, là chuyển ngọc cho người trang nghiêm cõi Phật, là sinh nhân cho người tam muội kim cang dụ, là toàn ngồi sư tử cho người sinh lần sau cùng, khiến cho người phước đức chẳng mất, cho người cầu khiến cho lấy được. Người đi thì khuyến khích tiến lên, cho người rơi xuống thì khiến đứng dậy, kẻ lười biếng thì khiến cho phát khởi lực. Đối với người phát khởi việc là kiến lập, kẻ phát khởi sự việc quá thì khiến cho dừng lại ở định, khiến cho vào các việc, khiến cho bỏ lấy. Kẻ đấu tranh thì khiến cho họ trừ bỏ, người biết khiến cho họ thỏa mãn, được vô biên pháp môn, người nói nghĩa thù thắng thì khiến cho họ chẳng mất, khiến cho người nói không đốt ráo tịch tỉnh, người tin vô tướng thì khiến cho diệt phân biệt, người tin vô nguyện thì đoạn dừng việc gấp, khiến cho người tinh sẽ vượt qua bao đời, thọ đến các xứ trong phương tiện khéo, là đèn đối với giác, đối với chưa học lòng chẳng khinh miệt, đối với người nói pháp thì không có mong cầu, trong pháp lầm lẫn của người nói ấy chẳng sinh sân hận, đối với kẻ cùng một thừa không có hủy báng, chẳng mong đồ vật ấy mà vì nói pháp, là những sự cúng dường đối với người nói pháp, ở trong việc nghe pháp thì lòng chẳng tán loạn. Ở chỗ đồ chúng không có ý niệm lừa dối, ở trong pháp thí không có đoạn tuyệt, đối với ngay thẳng thì khó có thể phấn nạn, đối với người sân giận thì trụ ở tâm nhẫn. Kẻ hối hận thì khiến cho tan biến, đối với đạo chẳng dứt cầu đến với trí tuệ, khiến cho người nương vào sự giữ gìn mà được giải thoát. Kẻ ác khiến cho điều phục, người không trụ xứ thì khiến cho xả bỏ. Người muốn thuận niệm thì khiến cho họ chánh niệm, phát khởi Bồ Tát hiển thị các đức Phật khiến cho bốn chúng vui mừng, là vị ngon đối với người thích vị ngon, là sấm với kẻ muốn đùa cợt, là cửa đối với cam lộ, nơi đến của người có hạnh niết bàn thì khiến cho ham muốn mát mẻ không nóng đối với người được chẳng sợ, giải thoát ràng buộc đối với người đắc đạo. Đối với sở thánh mời cùng lợi ích của tâm vui thì tâm ấy buông dứt niềm vui của ý, niềm vui của thân, bậc trí đã giữ lấy thì thọ nhận chắc chắn, chẳng bỏ, chẳng chuyển đạo hạnh phương tiện của Như Lai, huân tập các căn lành, phá trừ các căn chẳng lành. Đó là sự học của bậc vô trí, là sự thành tựu vào trong phương tiện, là tướng cho người chẳng dối trá, hạnh của người thuận lời dạy của Phật, là ánh sáng bậc trí, là sự thành tựu vào trong phương tiện, là tướng cho người chẳng dối trá, hạnh của người thuận lời dạy của Phật, là ánh sáng bậc trí, lễ bái hàng ức các đức Phật, có thể tạo ra ức vấn nạn, đoạn dứt sự nghi ngờ ấy, sinh tưởng các pháp thiện, xả bỏ sự trợ giúp đen tối, chẳng mất các phước hỷ, là sự yêu thích cho người có phước, là sức mạnh cho người hỷ lạc, là biện tài cho người muốn nói, là hộ trì cho người nói pháp, khiến cho các nhân sinh ra ưa thích ở trong các pháp mà có thiện xảo,
biết ở với sanh diệt mà thể hiện như như trong đồ chúng đều phục tự tâm, người hợp phương tiện thì khiến cho mừng, kẻ cứu mạng thì khiến cho tan biến, là tòa ngồi cho người thành tựu phương tiện, khiến cho người tư duy quan sát no đủ. Nhìn xem không ác là danh xưng như sấm của bậc pháp chủ, bước dũng mãnh của bậc trượng phu, người phiền não thì khiến dừng lại, người hành theo các kiến chấp thì khiến cho tan rã, người nghe thì khiến họ tu pháp tổng trì, khiến cho người nói pháp không có lầm lẫn, chẳng chuyển bồ đề, khéo vào các pháp môn, là nơi chiếu nhóm cho người các lành, chẳng đoạn Phật nhãn, rực sáng pháp nhãn, bao trùm thánh chúng, hàng phục luận sư khác, khéo nói pháp ngữ, là hạnh của Bồ Tát, là vầng trăng với người, lòng bình đẳng, là mặt trời với kẻ cầu nghiệp, là thầy với người muốn học, là hộ trì với các kinh, là người dẫn đường với kẻ trí, hạt giống phát lành, quả chính cam lộ, thuận điện với sinh mà chẳng nhiễm lưu chuyển, kẻ si mê nghiệp phàm thì khiến chán bỏ. Công đức Như Lai là chân thật, khiến người khen ngợi được quả báo vô biên. Người thọ trì thì đưa đến nhân biến trí, là nơi lợi ích cho người đọc tụng hướng đến. Người chép thành sách thì vào vô biên trí công đức, người giảng nói thì vô lượng phước đức. Đó là bến cho bậc Bất Lai qua, đó là trụ xứ cho bậc Bất Động. Với những người thọ thế dục thì vì họ giảng nói, chư Phật đã nói lời khen ngợi đầy đủ chúng của Phật quá khứ, mong ước của Phật vị lai, là kho trí của Phật hiện tại, hạnh của các chúng sinh nhập môn. Với người của thừa Thanh Văn là đèn, với người của thừa Độc Giác là đuốc sáng, với người của Phật thừa là hộ trì, những người sinh ra chẳng mất là ấn thị hiện tay Phật, với kẻ chẳng che giấu là thật, với kẻ được trí mau chóng là chuyển sinh, có thể khiến khỏi công đức của Phật, khiến cho người muốn làm chẳng chán, khiến cho lửa phiền não tịch diệt. Được trí phương tiện khiến cho hiểu địa giới, khiến cho vào thủy giới, bình đẳng vào hỏa giới, chẳng trụ ở phong giới, sinh ra giải thoát hư không giới, thanh tịnh trí giới, tuần vào pháp giới, chán bỏ các hành, ngang đoạn tùy miên, tiêu tan sân si, trừ bỏ yêu ghét, hạnh của mình khéo léo, hạnh của người khác khéo léo, khiến cho người muốn nói có biện tài vô tận, trong những sự sinh ra khiến cho chẳng vào chấp trước, khiến cho kẻ tương ứng chẳng thể ngôn thuyết, bỏ đi ngã tướng, trừ đi tướng ngã sở, lìa xa sự chấp trước. Lòng thấp mà như lớn, nhập môn tối diệu, khéo trụ trong định, với kẻ thiếu thốn là bông che khiến cho qua khỏi dòng, kẻ ngoại luận chẳng thể phá, với người ngay thẳng chẳng thể nói xấu, xa lìa thùy miên, gần gũi người nói pháp, vượt qua trạo cử hối hận, đôi diệt hết si, tiêu tan thâm dục, xa lìa biến giác, chẳng thấy nơi ngã hiện sáng vô ngã, chẳng kiến lập mạng, trong pháp chẳng chạm xúc, trong lời nói chẳng tranh cãi, đã biện luận là hợp lý, giờ suy nghĩ chẳng tạo tác hạnh, có thân thể điều thuận, có chẳng khiếp nhược, rốt ráo tín hiểu, vào chúng chẳng sợ hãi, chẳng khen đức của mình, đức của người khác, chẳng ganh ghét, tâm ấy thường hành biến trí, chẳng chấp thủ ở chỗ ở, lìa lời nói chẳng hợp, các hành thường thanh tịnh, chẳng yêu thân ấy, thu giữ tâm, giới hành khéo léo, suy nghĩ thuận theo niệm, chẳng hủy báng, chẳng kiêu bạn cầu giải thoát, muốn được không nghi, tu tập phạm hạnh, với từ thì lòng bình đẳng, với bi thì thuận nhiếp lấy, với hỷ thì luôn nghĩ đến, với xả thì diệt yêu ghét, với giới thì thuận nhiếp lấy, giới định thì đều sinh ra, với tuệ thì đều hiểu biết, đạt khởi văn tự lời nói khéo léo, vào các âm thanh lời nói, chẳng vì tài lợi giờ nói pháp rộng rãi, chẳng mừng ở cùng chúng hành một đêm dời chỗ, chẳng nâng lên cũng chẳng đặt xuống, trong ấy hiểu biết chẳng chấp trước các pháp, hiểu rõ được như chẳng lừa dối các chúng sinh, chẳng đoạn chúng tánh tam bảo, với pháp thì bao gồm thỏa mãn nguyện bền chắc, chẳng ham muốn tiểu thừa, cùng định tương ứng ngày đêm chẳng xả, đầy những tâm thanh tịnh trí tuệ công đức. Này Hỷ Vương, đây gọi là tam muội quyết định quan sát chư pháp hạnh, chính là cảnh giới của Đại Bồ Tát nhập vào hành chúng sinh, đạt được trí biến tri. Trong khi Đức Phật nói pháp căn bản này, 92 ức Bồ Tát ở trong pháp vô sinh pháp nhẫn, trong pháp vô sinh pháp sinh nhẫn
Năm ngàn chúng sinh trước đây chưa phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác thì đến hôm nay đều phát sinh 30 ức trời và người tâm rốt ráo thanh tịnh, xa lìa phiền não trần cấu. Ở trong các pháp sinh ra pháp nhãn, 10 trăm ngàn tỳ kheo chẳng chấp nên tâm vô lậu giải thoát. Tam thiên đại thiên thế giới này chấn động sáu cách, ánh sáng lớn soi khắp thế gian. Bây giờ Đức Thế Tôn lại muốn khiến cho ý nghĩa này hiển bày không lường nên liền nói kệ. Các hạnh thanh tịnh là đạo thánh, tâm ấy giải thoát tùy thuận pháp, mắt bồ đề phần biện luận pháp, tay bụi này đấng thiện thể hành, hàng phục ma xa lìa nhờ uế, đoàn hữu ái diệt trừ chướng sân, danh sân và trí đầy đủ đức, tay bụi này là cờ đức trí. Đối trí là địa và đường thiện, các chúng thánh giả phá ma quân, giải thoát được hữu thiện thể khen, tay bụi này của cải đức trí. Khéo vào pháp hạnh các pháp môn, toàn biết lỗi ác đã đoạn dứt, diệt trừ khổ và vui thù thắng, tam muội này là hạnh thiện thể. Đây là hoa giác niệm giác phận, tam quý đầy đủ bao gồm thiện, cõi thiện thể vòng hoa bồ đề, tam muội thù thắng đây đã nói, đạo tràng bồ đề giải thoát soi, sáng hơn ánh sáng các vì sao, tạo ra ánh sáng vượt ba cõi, khen pháp đó như vậy hơn trăng. Bao loại phương tiện mong thanh tịnh, gần gũi vua tối thắng giải thoát, bỏ thiện dối trá lợi tri thức, nên thành tựu tam ma địa này, nên xa lìa cho ba người khác, chớ tự khen ngợi nhân tri thức, chỉ ba y thường đi khất thực, không tích trữ cùng đây hợp chung, mong được các thánh giới đảnh phần, thường nên cung kính hỏi người trí, như thật tu hành theo điều hỏi thì sẽ được định tịch tỉnh liền. Nếu có giới làm đẹp thế gian, vui samatha so mọi dục, không kiêu mạn chớ thiện dối gạt, thì sẽ mau được định thù thắng, thường cung kính với bậc tôn sư, hoặc già hoặc lớn như người trẻ, thường thọ giáo những chỗ như thế, của cái thiền thể muốn cầu sinh, chớ làm mặt giận không thẹn thùng. Thấy những người đời thường giả nói, chớ cống cao kiêu mạn tự tại, thì sẽ được định tịch tỉnh liền. Chớ thương tiếc hãy nên xả thân, chớ có lười biếng nhiều ngủ nghỉ, tương ứng ngày đêm tu niệm ý thì sẽ đạt được định thù thắng. Với đời bình đẳng từ làm vui, dùng bi ý tu hành bồ đề, hỷ xả bình đẳng ý xương lượng thì sẽ được thắng định ấy liền. Tài sản mười lực nên thường giữ đến khi pháp phá khổ thế gian, tài sản pháp nếu thường hộ trì thì sẽ được định tịch tỉnh này. Ba cõi ý thường chẳng đắm say, thuần theo nhớ nghĩ khổ lưu chuyển, muốn cầu niết bàn nơi yên ổn, chống được thân tối thắng vô tỷ. Thuần theo nhớ nghĩ vô ngã không, ở trong các tướng xa lìa hết, cũng lìa ba cõi, nguyện tu tập thì mau chóng đại bi được thành. Bố thí tự giữ hoặc điều phục, trìa giới và cả nhẫn tinh tấn, thường vô với định và trí tuệ thì tháng mùi này mau chóng được thành. Như ta trong kiếp xưa tu hành, như ta nói hạnh bồ đề này, cho ta được giác ngộ tịch tỉnh, những hành như vậy mau thành tựu. Ta là biến trí thiện ngưu vương, học ta các hành rất thù thắng, nếu làm như ta làm trước đó thì sẽ thành Phật hơn mọi người. An vị giải thoát mặc hộ thẹn, tâm vui chỗ phán tinh ở định, tích vô ngã thường làm ca vịnh, thì sao trí người được an vui. Gánh lời mắng nhiếc dịu nhịn nhường, cho ôm oán hận chẳng cúng dường, ứng với nghiệp báo và tin tưởng thì kia sẽ được định thù thắng, sẽ lìa ác đạo và kiến chấp. Và thân cận nẻo thánh rỗng không, ngày đêm lực tinh tấn khởi lên, thì người đó sẽ được định này. Chẳng ưa đạo xa lìa nhị biên, gần đạo bình đẳng hay nẻo thật, tu hành như đây được Phật mến. Như quán chẳng sinh chẳng khỏi pháp, tối thắng chẳng cầu hoa hương tốt, vẻ đẹp cùng cờ phướng lòng chê, như thuận theo hành với pháp không, đầy tối thắng cúng dường bậc nhất. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Kinh Quan Sát Chư Pháp Hạnh, quyển 1.